Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Tấn Tài và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái việc là tạo nhạc điểm guitar như thế nào và với cách này thì nó giúp ích gì cho chúng ta trong việc sáng tác hay là chúng ta hát live stream hay là chúng ta tạo ra những cái sản phẩm âm nhạc một cách nhanh nhất. Thì ở đây tôi xin chia sẻ với các bạn về cái việc là chúng ta thực hiện tạo một cái nhạc beat cho một cái bài nhạc mà chúng ta muốn hát nó và muốn live stream nó mà không bị bản quyền về YouTube. Thì thường là trên YouTube thì chúng ta khi mà chúng ta tạo kênh và chúng ta tạo ra những cái sản phẩm âm nhạc mà chúng ta lấy nhạc beat của người khác hay là nhạc beat của những ca sĩ thì thường là bị dính về bản quyền về âm nhạc. Đó là chưa tính về cái việc bản quyền về những cái video hay là lời ca. Thì ở đây là chúng ta giải quyết một vấn đề, đó là bản quyền về nhạc. Và thêm một cái nữa là việc này thì nó sẽ giúp ích cho những cái bạn những bạn mà bắt đầu viết những ca khúc. Thì những cái ca khúc mới mà chúng ta sáng tác á, thì để mà chúng ta làm demo á, thì việc đó là chúng ta cần phải có cái nhạc beat. Thì để mà là chúng ta phối nhạc gửi đi qua âm phối khí thì tốn khá là nhiều tiền, và thêm một cái nữa là chúng ta tốn cũng khá là nhiều thời gian cho việc đó. Tiếp theo nữa đó là nếu mà chúng ta có rất là nhiều tác phẩm mà chúng ta phải làm demo như thế thì với số tiền mà chúng ta bỏ ra thì khá là nhiều. Bây giờ thì để việc đó nó trở nên nhẹ nhàng hơn và chúng ta có thể tự thực hiện điều đó, thì với việc này thì chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta có thể tham gia cùng với tôi với việc là chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta làm hòa âm, làm ghi hợp âm, rồi tạo cái nhạc beat bằng để cách đệm guitar. Không phải là chúng ta ngồi đánh đàn guitar mà chúng ta có một cái hệ thống phần mềm để giúp cho chúng ta làm việc đó, và nó cũng trở nên đơn giản hơn khi các bạn tham gia khóa học này để mà được hướng dẫn một cách trực tiếp của tôi chứ không qua video hướng dẫn. Và với cái học trực tiếp bằng công cụ TeamViewer, có nghĩa là kết nối giữa hai máy tính ở cách nhau ở xa qua internet để mà việc hỗ trợ nó trực tuyến và sử dụng trực tuyến giữa qua lại giữa hai máy tính, thì việc này thì nó sẽ giúp ích cho việc là chúng ta sẽ không cần phải đi đâu cả, chúng ta học tại nhà và chủ động về thời gian và không gian. Rồi việc đó nó có khó cho những cái người mà không biết gì về hợp âm hay không? Thì tuyệt nhiên thì việc gì nó cũng sẽ không khó nếu bạn quyết tâm, và yêu cầu của việc học này thì nó cũng đòi đó là bạn phải có tư duy ham học hỏi và bạn phải thực sự là chấp nhận cái khó để mà sau khóa học này bạn sẽ không còn thấy nó khó nữa và bạn sẽ tự chủ động cho tất cả những việc mà bạn muốn. Ví dụ bạn muốn làm một cái nhạc beat để bạn hát live stream những bài nào bạn thích, hay là bạn muốn làm demo, bạn muốn làm nhạc đệm guitar để bạn hát những bài hát của bạn, không phải bài của ai cả đó. Rồi bạn muốn hát để mà bạn quay lại những cái bài đó để mà gửi cho những bạn bè của mình, hay làm demo cho mọi người xem nó hay hay dở hay là nó như thế nào. Thì đó là bạn chỉ cần bỏ ra một lần để bạn học và bạn được kiến thức và công cụ để bạn làm nó suốt đời. Đó là cái cách mà tôi muốn chia sẻ với bạn về cái điều này, và nó giúp ích cho bạn bạn về cái việc tài chính. Có nghĩa là bạn không những là bạn làm những bài đó cho bạn, bạn có thể làm cho những người khác, và dĩ nhiên là nó sẽ tạo ra thu nhập cho bạn thôi. Rồi với những cái ca khúc của mình, thay vì mình phải qua âm tốn tiền thì bây giờ mình tự qua âm thì mình sẽ không mất tiền. Hay là những bạn mà muốn live stream
những bài hát của mình live stream để mà mình tạo thu nhập thụ động từ những cái kênh YouTube của mình. Nhưng mà bây giờ mình phải đầu tư quá lớn cho việc là phối nhạc. Và những anh em làm YouTube của mình cũng vậy, mình cũng thường dường như mình cũng mong muốn những cái anh em làm YouTube của mình cũng vậy. Dường như họ có những đề nghị và phối nhạc cho họ để làm YouTube thế này thế nọ về để mà hát livestream á, thì mình cũng có nếu mà mình có những cái bài nào thì mình có thể chia sẻ mình cho. Chứ còn mà bây giờ làm YouTube thì nó không bao nhiêu tiền, mà bây giờ lại phải đầu tư về tiền quảng phối khí cho một bài các triệu bạc, thì mình thấy cũng thấy hơi đau lòng giùm. Nếu có thể á, thì mình sẽ hỗ trợ những cái bài nào mình có, mình sẽ giúp. Chứ còn việc là mình đầu tư quá lớn thì nó mang cái lợi nhuận mình không được cao á, thì mình cảm giác nó hơi hụt hẫng. Còn ví dụ như những cái bạn mà làm chuyên nghiệp, những bạn ca sĩ chuyên nghiệp, thì việc mà đầu tư một bản khoảng vài triệu bạc thì chuyện đó là bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Hoặc là những người mà sáng tác có đầu tư, ví dụ như những bạn mà sáng tác những ca khúc, ví dụ mình có 10 bài đi, bây giờ mình muốn đầu tư một bài cho tới nơi tới chốn, thì việc đầu tư đó thì không có là gì. Đầu tư là mình phối một bài vài triệu rồi mình thuê ca sĩ thu âm cho nó thật là ngon lành, rồi mình làm MV này kia để mà mình tung ra sản phẩm trên thị trường, thì cái việc đó là việc chính đáng mình đầu tư tới nơi tới chốn. Còn khi mà mình chưa có thấy về việc tài chính nó rõ ràng thì có thể là mình sẽ làm những cái bước đệm ngắn để mà mình làm cho một cái bước đệm xa hơn sau này. Thì đây là cái bước đệm mà tôi nghĩ có thể là các bạn sẽ thử sức với nó, và bạn tự làm, tự trải nghiệm, và mình tự tạo được ra sản phẩm cho mình luôn. Đó là những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn hôm nay. Thì để hiểu rõ hơn điều này thì bạn có thể vào cái link phía bên dưới video mà tôi đăng ở trên đây, để mà các bạn có thể truy cập và xem trên web nó hiểu rõ hơn. Và các bạn thấy nếu hợp lý thì có thể tham gia để mà cùng tôi sẽ hỗ và tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn tạo ra những cái sản phẩm mà các bạn cho là đầu tay, và để bước đệm bạn thực hiện nó để mà bạn có kinh nghiệm và bạn thực hiện nó ở những cái tác phẩm sau này nữa, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái bước đầu tiên tôi chia sẻ đâu. Đó là tiền đề cho bạn bước lên một bước xa hơn và cao hơn cho bước đường tương lai trong cái việc là làm YouTube, hay là các bạn làm bên các bạn là sáng tác, làm nghệ thuật. Rồi, và các bạn có những cái thắc mắc gì thì vui lòng để lại comment phía dưới video. Và nếu mà bạn thấy có những bạn nào cùng đam mê với mình thì có thể share video này để mà giúp cho những bạn mà có những cái khao khát, những cái ước mơ để mà thực hiện làm những cái bản nhạc đệm từ guitar, hay là làm nhạc đệm cho cái bản ca khúc của mình sáng tác, thì các bạn vui lòng có thể share cho những bạn đó để hiểu rõ hơn và có thể tham gia cùng học với các bạn. Và đừng quên like và subscribe cho kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và vui lòng xem thêm thông tin ở phía dưới video này với đường link mà về trong web của tôi. Hẹn gặp lại các bạn.